Ocarina. Và chào mừng tất cả các bạn cùng nhau tới với cuộc chiến đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay đến từ WAG và P Sport. Một cuộc chiến có vẻ rằng là họ đang tìm kiếm những sự sơ hở đến từ đối phương. Nên nhớ rằng là cái khu vực mà họ đang thi đấu là một trong những khu vực cực kỳ là khó để có thể là bắt bài được đối phương. Bởi vì cái khu vực điền trang này ấy, những cái vị trí như là những cái hướng di chuyển này, có những cái cỗ máy di chuyển nó cực kỳ là khó đoán dành cho những người chơi. Và để xem là liệu rằng là P-Sport hay là WAG sẽ là những kẻ bất lợi ở thời điểm ban đầu. Những tình huống di chuyển khá khó chịu tới từ The Ghost. Và trên tay anh ta đang là khẩu M500, nhưng anh ta vẫn chưa tìm được đầu Nero để có thể pick. Và Nero thì cũng đang xóa máu và nấp một cách tương đối an toàn. Và trong khi đó phía bên này thì Newkey cũng là người chơi đang chủ động chiếm lấy một cái cầu thang máy để có thể di chuyển. Sát thương anh ta gây ra vào Cyrus là quá nhiều, và đó là một tình huống nằm yên chịu trận để cho đối phương pick đầu. Có lẽ là một pha thi đấu, một pha di chuyển có phần tương đối hiền tới từ vị trí của Cyrus, và đấy đang khiến cho các thành viên đội tuyển WAG phải hứng chịu một sự bất lợi nhất định. Còn phía bên này thì Dolphin cũng đang dần dần nhận một vài những sát thương tới từ vòng bò. Quả nết trên tay của anh ta bắt đầu được rút ra, và anh ta đang muốn tìm thông tin nhưng máu anh ta mất đi đã là quá nhiều. The Ghost cũng là người đã bị pick đầu bởi Don't Cry. Có vẻ như các thành viên đội tuyển WAG đang gặp khó thật sự. Dolphin máu cũng đang mất theo thời gian. Và khi anh ta nhảy xuống thì anh ta đã bị tấn công bởi Hoàng Anh. Krillin có một tình huống gỡ gạc lại được khi anh ta kịp thời tấn công vào vị trí của Nero, nhưng quá bất lợi dành cho các thành viên đội tuyển WAG một pha tràn lên. Và đó sẽ là chiến thắng 1-0 dành cho P-Sport. Chúng ta để thấy được rằng là về cái kỹ năng các thành viên đến từ các đội tuyển hôm nay sử dụng, họ chủ yếu là về cái mặt, tôi cảm nhận rằng là họ đang thiên về cái kỹ năng của bản thân nhiều hơn. Đầu tiên thì The Ghost sử dụng cho mình đó là kỹ năng của Ngộ Không. Don't Cry thì nãy các bạn được nhìn thấy rồi, sẽ là kỹ năng của Alok. Và chủ yếu ở trong trận thi đấu lần này tôi toàn nhìn thấy là Alok thôi, để có thể là tăng cái khả năng di chuyển này, tăng khả năng hồi máu này. Chúng ta thấy được rằng là việc các đội tuyển họ đang sử dụng chủ yếu về kỹ năng thiên về bản thân nhiều hơn, nó đang mang lại về những cái lợi thế và cái khả năng tăng cái hiệu quả trong mỗi ván thi đấu được diễn ra một cách cực kỳ là rõ rệt. Ở phía bên này thì Don't Cry đang sử dụng cho mình một khẩu AN94 tiếng hú địa ngục. Ở phía bên dưới kia WAG họ đã tiếp cận, và đó là Cyrus. Ván thi đấu lần này Cyrus không muốn làm mất thêm cho mình những cái điểm số nữa, và đó là điểm mà gục đến từ phía của Newkey. Nhưng quả nết đang được ném vào vị trí của Nero cầm AN94 muốn nhảy ra, muốn pick đầu, và đối phương đang quay ngược trở lại tấn công quá sát. Với khẩu Thompson trên tay, Cyrus đã gục thành công của Nero và tiếp tục là một tình huống công nữa, nhưng Don't Cry phòng ngự được. Và đó vẫn là những tín hiệu cover kịp thời tới từ Dolphin, nhưng các thành viên đội tuyển P-Sport cũng không tỏ ra yếu đuối chút xíu nào cả. Hoa Anh có một pha đâm trọt khó chịu từ phía bên dưới, nhưng anh ta sẽ không có cơ hội được confirm kill, và các thành viên đội tuyển WAG đang cứu nhau lại một cách tương đối nhanh chóng. Hoa Anh xoa máu, máu của anh ta vẫn còn tương đối nhiều, nhưng bất lợi về mặt nhân sự đang là thứ mà mình Hoa Anh phải chống chịu. Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn có thể là bối cảnh đâm thẳng vào phía bên ngoài vòng bo và để cho sát thương từ vòng bo đốt chết mình cũng được. Sẽ hạn chế nguồn tiền dành cho đối thủ. Một pha nhảy tặng xuống dưới, bắt tầm hơi chậm đến từ Hoàng Anh, bắn trượt khá nhiều. Cuối cùng thì Krillin cover kịp thời, Hoàng Anh nằm xuống một đều dành cho cả hai đội. Chúng ta thấy được rằng là một cái sự ăn miếng trả miếng một cách rất quyết liệt đến từ WAG. Có vẻ rằng câu chuyện này không vui, WAG đa căng. Những pha thi đấu vừa rồi chúng ta cảm nhận được thấy rằng là những sự liên kết cực kỳ lớn mạnh đến từ WAG. Họ mặc dù là mất đi vị trí của The Ghost thôi, nhưng ngay sau đó Cyrus, Dolphin và Killin nữa cũng đều đã có cho mình những cái pha thi đấu cực kỳ là ấn tượng. Đâu đó phía bên kia thì P-Sport, người chơi mang cái tên đó là Hoàng Anh, đã sử dụng cho mình đó là một khẩu AWM, một khẩu súng ở round thi đấu, ở vòng thi đấu thứ 3. Thời điểm này thì không biết rằng là Hoàng Anh sẽ... Đấy, chắc chắn tôi đang định nói, tôi đang định bảo là Hoàng Anh chắc chắn là khó có thể mua được cho mình những cái lượng giáp, lượng mũ. Thay vào đó là chỉ có thể là tăng cái sự hiệu quả đến từ những phát bắn trong tay của khẩu những cái khẩu súng như là AWM ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta đang được thấy rằng là cái khu vực này đang rất căng thẳng, bởi vì rất nhiều những cái sơ hở về cái điểm nấp đến từ Hoàng Anh là cực kỳ rõ rệt. Anh chàng này còn không hề có bất kỳ một quả keo nào, nhưng vừa rồi là một tình huống pick đầu rất tốt ở đến từ vị trí của Cyrus. Có kỹ năng của Raphael sẽ khiến cho anh chàng ở phía bên kia tụt máu không vành. Và quả thực là Cyrus đã là người đặt xuống một tình huống pick đầm rất nhanh tới từ Hoàng Anh. Anh đã lập công hai lần, và Dolphin đang là người tiếp theo gặp nguy hiểm. Dolphin kịp thời nằm xuống để xoa máu, và vẫn đang có góc nấp, vẫn đang có góc để tấn công dành cho Hoàng Anh. Anh ta đang rơi vào tình trạng 1-2. Đối phương dựng bom kèo ra, một cú nhảy lên tấn công rất cao, và sát thương là vừa đủ đến từ Thompson để pick thẳng vào đầu Hoàng Anh. 2-1 dành cho WAG. Và chúng ta thấy được rằng là WAG thực sự họ đang muốn cố gắng để có thể là phá đi được cái kỷ lục đến từ P-Sport.
Các bạn nên nhớ rằng P-Sport là một đội tuyển đang bất bại. Họ chưa hề để lại một cái sự thua cuộc nào cả. Nếu như ngày thi đấu hôm nay họ chịu thua trước cái tên đó là WAG thì quả thực sự đây là một trong những cú sốc cực kỳ lớn dành cho P-Sport. Và chúng ta thấy được rằng tỷ số hiện giờ đang là 2-1 nghiêng về WAG, nhưng mà chưa có thể nói trước được bất kỳ điều gì cả. Chúng ta đang bắn với thể thức là BO3, đội tuyển nào giành được 2 ván thi đấu chiến thắng thì họ sẽ có cho mình những cái điểm số cộng vào ván thi đấu tiếp theo. Nhưng ở phía bên này mới chỉ là vòng game thi đấu đầu tiên và đây mới là vòng thi đấu thứ 4. Ở phía bên này thì The Ghost đang bật cho mình kỹ năng của Ngộ Không, muốn tiếp cận vào vị trí của Don't Cry, nhưng thực sự là rất khó với cái lượng máu nhỏ bé như thế này. Và chắc chắn rồi, bắn hai cánh thì làm sao The Ghost có thể né đi được cả. Và đó là một kết quả cực kỳ đáng lòng dành cho vị trí của The Ghost. Một ván thi đấu sẽ có sự xuất hiện ít nhất là hai khổ từ cả hai bên. Và vừa rồi là một tình huống bắt tầm tốt từ Don't Cry, nấp thành công một new cây. Vẫn có những tình huống dựng tường cứu nhau dậy. Tới từ thành viên đội tuyển P-Sport và ngay lập tức Don't Cry đang muốn lao lên để có thể cứu được Cyrus, nhưng anh ta cũng đã nhận sát thương phủ đầu cực kỳ đau. 33 máu là con số còn lại, bắt buộc phải tốn thời gian để có thể xoa. Và Nero là người tiếp cận muốn phá đi bóng keo. Easy game hai đều dành cho các thành viên đội tuyển P-Sport trong một ván thi đấu mà họ chỉ bị nốc hai người và mất đi một người mà thôi. Chúng ta sẽ cùng bước tới với round đấu thứ 5 ở trong ván thi đấu đầu tiên. Và hiện tại thì với nguồn kinh tế tôi nghĩ rằng tương đối là đồng đều tới tất cả hai đội tuyển, nó sẽ hứa hẹn một round đấu thực sự căng thẳng. Và chúng ta thấy được rằng là Don't Cry đang sử dụng cho mình một khẩu AWM thần lực, một khẩu súng rất mạnh. Nghe cái tên thôi đã thấy lực rồi. Don't Cry sẽ là người chơi có vẻ sẽ muốn mở cánh sang góc bên tay phải. Đâu đó thì WAG họ đánh bài trực diện luôn và chỉ để một mình The Ghost đi nửa phía bên kia. Và để xem một mình The Ghost với khẩu Deagle trong tay liệu rằng là có tạo nên những tình huống one shot one kill để có thể mang về những cái lợi thế dành cho đội tuyển của mình hay không đây. Những nét mặt đang rất tập trung. Các bạn có thể để thấy góc cam của họ hiện giờ thực sự là rất căng thẳng khi họ hiểu rằng là tỷ số đang là 2-2, một tỷ số cực kỳ cạnh tranh. Trước đó thì họ đang nắm giữ được cái phần chiến thắng nhiều hơn, nhưng vừa rồi một màn thể hiện quá đẳng cấp đến từ P-Sport, nhưng bây giờ thực sự là một bài toán khó. Và bên này chúng ta đang được thấy Cyrus đang cố gắng để có thể tiếp cận thật nhanh ở vị trí của Nero, và đó là một tình huống vô tâm tốt mang về cho đội tuyển của WAG thêm một điểm nữa trong pha giao tranh lần này. Ba cái đầu là thứ mà tôi đã thấy được, và những khẩu Deagle thực sự đang khiến cho các thành viên đội tuyển WAG bay cao ở trong ván thi đấu round đấu thứ 5 vừa rồi. Liên tục với những pha thích pick đầu và họ đã có một chiến thắng không thể nào mãn nhãn hơn với những pha vẩy tầm quá tốt từ Cyrus hay là The Ghost trước các thành viên đội tuyển P-Sport. Để rồi các thành viên đội tuyển P-Sport vừa rồi đã mất đi đến hai khẩu ốp ở trong tay, và bây giờ thì họ đang cần phải đầu tư nguồn tiền của mình để có thể bổ sung lại. Họ không muốn buông ván đấu vào tay đối phương một cách quá dễ dàng, và những sự đầu tư là cần thiết. Nhưng vừa vào thôi tôi thấy rằng đã có người bị knock out, và không biết rằng ai là người vừa bị knock out bởi các thành viên đội tuyển WAG, nhưng đó thực sự đang là câu chuyện khó. Tiếp tục pick được người tới từ Dolphin. The Ghost cũng đã bị knock bởi Thompson trong tay của Nero, và góc đứng cao từ Hoàng Anh đang khiến cho anh ta tạo ra rất nhiều áp lực dành cho Dolphin. Quản hết vừa rồi thì rút chốt và sau đó được cất ngược trở lại. New K đào người muốn thực hiện pha sắp lá cà, anh ta sắp lá cà tốt với 1887 và tiếp tục là góc ngắm dành cho Hoàng Anh để đối đầu cùng với Krillin phía bên kia. Phá bóng kêu đầu tiên cần phải làm và có cơ hội để cho tôi đang định nói là có cơ hội để cho Krillin cũng trả lại những nguồn sát thương, nhưng không, bắt tâm như thế này thì chịu. Có vẻ rằng đây là một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng khi các đội tuyển họ đang cạnh tranh từng điểm số một. Nhưng nếu như vẫn là một cái đà phong độ và kèm với đó là những cái tỷ số quen thuộc giống như trước đó thì chúng ta sẽ được thấy một ván thi đấu có vẻ hơi nghiêng về dành cho WAG. Nhưng nên nhớ đây đã là vòng thi đấu thứ 7, những cái lượng tiền ở cả hai bên hình như là cả hai bên sẽ là bằng nhau thì phải. Và chúng ta đang được thấy rằng là P-Sport họ đang có những cái lượng hỏa lực cực kỳ mạnh. Hoàng Anh quyết định là sẽ sử dụng cho mình hai khẩu AWM thần lực. Ở đâu đó chúng ta thấy được rằng là cổng di chuyển rất nhanh. Nero bây giờ sẽ phải tiếp cận vào vị trí của Dolphin cùng với cả The Ghost. Đây sẽ là một cuộc chiến giao tranh rất nhanh chóng. Nero đang bị hạn chế về tốc độ di chuyển, và ở phía đâu đó thì Hoàng Anh đã có một điểm hạ gục nằm xuống là với cái tên đó là Cyrus. Nero quyết định là sẽ đẩy ra phía bên ngoài này bởi vì ở trong nhà kia quá đông người. Tiếp tục đến tình huống bắn một viên vào đầu, nhưng ngay sau đó New Kay mua nhồi thêm một quả nữa và khiến cho vị trí của Dolphin đã phải nằm. Tiếp tục vẫn là những tình huống đi săn tới từ các thành viên đội tuyển P-Sport, và những tình huống sử dụng cổng dịch chuyển có vẻ đang đem lại hiệu quả tương đối tích cực. New Kay lại là người lập công thêm lần nữa khi anh ta knock out thành công được thêm Krillin, và The Ghost không qua nổi 3 dành cho P-Sport. Một trận đấu liên tục bị dẫn trước bởi các thành viên đội tuyển WAG nhưng vẫn có thể cân bằng, và cuối cùng thì họ giật lấy ván thi đấu thứ 7 để có được tỷ số 1-0 trong cặp trận đấu đối đầu cùng với các thành viên đội tuyển WAG. Càng.
Nào, lên thiên đường nào. Chính xác hơn thì chúng ta sẽ tới với khu vực thành phố để tìm ra xem đội tuyển nào sẽ có những sự xuất sắc lớn mạnh hơn ở vòng thi đấu đầu tiên của game thi đấu thứ hai. P-Sport cùng với cả WAG họ di chuyển rất nhanh chóng. New K là cái tên đầu tiên đang muốn tiếp cận. Và đâu đó thì Killin cùng với cả Turcot đã kiếm được cho mình hai cái mũ của đối phương. Rất nhanh chóng đêm quay đang muốn cover. Nhưng những tình huống cover này chưa có lại hiệu quả. Mà thay vào đó, đưa ở vị trí của Turcot đang có những điểm vào cục rồi. Wow, Katana trong tay rất chiến tới từ đồn pin. Anh ta liên tục xả ra xả vào, không có bất cứ cơ hội nào dành cho thành viên đội tuyển P-Sport cả. Rất hay khi WAG đã tận dụng được nhiều địa lợi và họ liên tục di chuyển qua lại những cái cánh cửa của các căn nhà nơi họ có đủ những điểm nấp để đem về lợi thế tốt và sử dụng được cái katana trong tay của Dolphin một cách hiệu quả hơn. Để rồi bước tới với ván thiêu thứ hai này thì rõ ràng là tổng nguồn tiền có được dành cho thành viên đội tuyển P-Sport sẽ là nhỉnh hơn rất nhiều so với những gì xin lỗi các bạn, là WAG sẽ nhỉnh hơn rất nhiều so với những gì mà P-Sport có được. Và điều đấy sẽ khiến cho cái đà tâm lý của họ trở nên thăng hoa hơn. Vẫn là The Ghost, người đang một mình vòng qua từ bên hông với một khẩu Deagle trong tay, bắt gặp được New K đang muốn dâng. Hai bên để chơi hit nhưng không ai là người có lợi thế cả. Ở phía bên này thì Dolphin cũng đã phải xả ra một quả bom keo sau pha kéo máu không thành công. Còn The Ghost, người đi đẩy lẻ đã phải nằm lại. Dolphin cũng đang bị kéo khá nhiều máu. Cyrus cũng đang gặp nguy hiểm. Một ván thi đấu mà có vẻ như với những khẩu Deagle trong tay các thành viên đội tuyển P-Sport lại đang thi đấu một cách tương đối thăng hoa. Họ tiếp tục dâng lên, họ nấp thành công được Cyrus, họ bắt được Dolphin. Làm gì thế kia? Một tình huống ném nết nhưng sát thương gây ra là không có ở vị trí của Nero. Và chỉ còn lại một mình Dolphin đang cô lập. Phía bên kia quá khó trước sức tấn công đến từ ba thành viên của P-Sport. Cần có Krillin cover và Krillin nhận được cái tín hiệu. Anh ta đang dâng tới rất gần người đồng đội của mình. Nhưng cái góc đứng này thì anh ta khá nguy hiểm. Tốt tới từ Krillin và Deagle. Và ngay lập tức đạt được về lợi thế, thậm chí là vươn lên dẫn trước mình người. Và chỉ có một người mà thôi. Đây là một đều dành cho cả hai đội. Thiếu chút nữa thôi thì có lẽ rằng WAG đã có một màn hai đối đầu với bà hoàn hảo trong màn giao tranh vừa rồi. Nhưng quá bất ngờ với sự xuất sắc đến từ New K đã giúp cho anh chàng này thay vào đó là một điểm cân bằng tại vòng thi đấu thứ hai của game thi đấu thứ hai. Chúng ta đã được nhìn thấy một tỷ số đó là một đều. Ở thời điểm hiện tại thì New K đã có cho mình một cái mũ 3, một cái giáp 2, hai quả keo, một quả nết và ba bình máu là những gì anh chàng này đang nắm giữ. Chúng ta cảm nhận thấy được rằng là P-Sport họ hoàn toàn biết rằng là họ cần phải thay đổi và cần phải bắt nhịp được cái trận đấu ở những cái phút giây như thế nào. Đâu đó thì hình như là vừa rồi Hoàng Anh có một tình huống pick người khiến cho Dolphin đã mất đi 150 máu thì phải, với cái khẩu AWK, à không, phải hơn đấy. Bởi vì là cái khẩu AWM này là một khẩu AWM đã nâng cấp và chúng ta thấy được rằng là nó sẽ gây ra lượng đam rất lớn. Dolphin đang đẩy với khẩu Thompson trong tay. Và đây là một khẩu Thompson level 7. Nó thực sự là một nỗi khiếp sợ khi giao tranh tầm gần. Và chúng ta thấy được rằng là vừa mới nói xong thì vị trí của Dolphin đã phải nằm xuống. Tiếp tục là một con mồi cát, nhưng đó là màn hạ gục đến từ Nero. Và bây giờ thì sẽ chỉ còn một đến hai cái tên. Chính xác hơn sẽ chỉ còn một cái tên, đó là Killin mà thôi. Không còn Killin nào ở đây cả. Chỉ còn đó là P-Sport với màn chiến thắng cực kỳ ngoạn mục. Gần như là solo play tới từ Don't Cry. Một mình anh ta tràn vào, một mình anh ta knock out thành công được hai người cho đến khi anh ta câu được thêm thời gian. Và quả nết của Nerono đem về cái điểm hạ gục cuối cùng dành cho các thành viên đội tuyển P-Sport. Kịch bản khác so với ván thiếu đầu tiên khi P là những người chủ động vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 chứ không phải là WAG nữa. Hỏa lực của họ thì ok, hiện tại tỏ ra là khá đều về KDA 1-2-0. Nhưng Hoàng Anh vẫn đang sở hữu cho mình được một khẩu ốp. Và đây sẽ là một tình huống tiếp cận rất nhanh tới từ các thành viên đội tuyển WAG. Họ tiếp cận ở một góc độ tôi nghĩ rằng tạo ra sự khó khăn dành cho New K. Quay ngược trở lại trả sát thương nhưng nó kịp một người đó. Cyrus Nero cũng đã phải nằm. New K pick tốt được thêm một người nữa, dứt bóng kéo thành công. Các thành viên đội tuyển P hiện tại có vẻ như đang là những người lợi hơn, mà thật sự họ muốn tràn thẳng vào. WAG không có nhiều cơ hội để phản kháng. New K đang làm cực kỳ tốt trong ván thi đấu này. Họ phá bom keo tràn ra bên ngoài, tụ tập đội hình thêm lần nữa cùng với Hoàng Anh ngay chăng. Nhưng Krillin đang là người vòng từ phía sau lưng lại, kịp thời sử dụng bom keo sau khi knock thành công được Nero. Anh ta đang muốn tìm con đường để đi móc, nhưng Hoàng Anh là người đón đầu. Nhưng Hoàng Anh lại cầm cho mình khẩu ốp trên tay và một tình huống muốn con phong kêu. Anh ta con phong kêu chưa kịp thì đã là 3-1 dành cho P rồi. Và các bạn phải để ý thấy được rằng là P-Sport họ sẽ không mất bất kỳ một lượng trang bị nào. Thay vào đó họ còn nhặt thêm được những cái lượng trang bị đến từ WAG. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm dành cho WAG ở thời điểm hiện tại. Với cái tỷ số là 3-1, chỉ cần một game thi đấu chiến thắng thôi thì P-Sport tiếp tục cái chuỗi thắng của họ một cách dài hơn bao giờ hết. Chúng ta cảm nhận thấy được rằng là P-Sport họ đang biết được rằng là đối phương đang có những sự sơ hở nào. Họ sẽ để cho cái tên đó là Killin hoặc là Dolphin ở những thời điểm cuối cùng. Họ đánh trực diện
từ những khoảnh khắc đầu tiên luôn sẽ khiến cho The Ghost hay còn đó là vị trí của Cyrus phải ra đi. Và chúng ta đang cảm nhận được thấy rằng là bây giờ thì New Kay bắt được bài rồi, bắt được bài một cách quá kỹ. Không hiểu rằng là The Ghost có nghe thấy tiếng chân hay không mà lại chạy một cách quá thong dong đến như vậy mà không hề có bất kỳ một cái sự chống trả nào. Còn ở phía bên này thì New Kay đã gặp một cái tình huống quá bất ngờ khi các thành viên đến từ WAG họ co lại ba người. Quả nết trong tay của Nero đã được ném ra. Đâu đó kỹ năng của Homer khiến cho anh chàng Nero này bị hạn chế về tốc độ di chuyển, nhưng may mắn thay đã có những tình huống backup, đã có những cái tình huống di chuyển vào những khu vực hợp lý để có thể che chắn. Wow, Cyrus vừa bỏ đi với một cái lượng máu quá thấp. Nero phía bên này cũng đã mất đi cho mình nửa cây. Liệu rằng là M1887 hay M1014 sẽ tỏa sáng đây, và đó là M1887 tốt hơn trong tay của Nero. Có lẽ sẽ là cân bằng về lượng người. Các thành viên đội tuyển P Sport hiện tại cũng chỉ mất đi một người mà thôi, nhưng sát thương đang nhận vào từ Don't Cry lại là quá nhiều. Những 4-1 đã có, và đó là Booyah, một cảm giác rất Yomos dành cho các thành viên đội tuyển P Sport. Bất bại. Chúng ta phải nói rằng là cái từ bất bại là những gì mà nhắc đến cái tên P Sport ở thời điểm hiện tại. Đón xem giải đấu Yomos Level Spring 2023 chế độ tử chiến vòng bảng tuần 2 vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 3, ngày mùng 1, mùng 2 tháng 4 năm 2023.